Bây giờ lớp chúng mình cùng đọc bài thơ với cô nhé. Cả lớp cùng đọc thật to bài thơ nào. Bài thơ có tên là Mẹ và Cô của tác giả Trần Quốc Toàn. Buổi sáng bé chào mẹ, chạy tới ôm cổ cô. Buổi chiều bé chào cô, rồi xa vào lòng mẹ. Mặt trời mọc rồi lặn, trên đôi chân lon ton, hai chân trời của con là mẹ và cô giáo. Các con ơi, bạn nhỏ trong bài thơ thể hiện tình cảm như thế nào với mẹ và cô giáo nhỉ? Chúng mình cùng đọc lại bài thơ với cô một lần nữa nhé. Bài thơ Mẹ và Cô. Buổi sáng bé chào mẹ, chạy tới ôm cổ cô. Buổi chiều bé chào cô, rồi xa vào lòng mẹ. Mặt trời mọc rồi lặn, trên đôi chân lon ton, hai chân trời của con là mẹ và cô giáo. Vừa rồi cả lớp chúng mình cùng nhau đọc bài thơ Mẹ và Cô. Bây giờ cô xin mời tổ 1 đọc bài thơ cho cô nào. Cô xin mời tổ 3 đọc bài thơ cho cô nào. Tiếp theo, cô xin mời nhóm các bạn nam đọc bài thơ nào. Cô xin mời nhóm các bạn nữ đọc bài thơ cho cô nào. Cả lớp ơi, hôm nay lớp chúng mình đọc bài thơ Mẹ và Cô rất là giỏi. Cô khen lớp chúng mình. Tiếp theo, cô xin mời con đọc bài thơ nào. Cô xin mời con đọc lại bài thơ một lần nữa thật to cho cô và các bạn cùng lắng nghe nào. Cả lớp ơi, vừa rồi chúng mình lần lượt được lắng nghe các bạn và các tổ đọc bài thơ Cô và Mẹ. Bài thơ Cô và Mẹ nói về mẹ của một em bé và cô giáo đấy. Vậy cả lớp chúng mình cùng cô đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Mẹ và Cô. Buổi sáng bé chào mẹ, chạy tới ôm cổ cô. Buổi chiều bé chào cô, rồi xa vào lòng mẹ. Mặt trời mọc rồi lặn, trên đôi chân lon ton, hai chân trời của con là mẹ và cô giáo. Các con ơi, vừa rồi cô đã dạy chúng mình bài thơ gì nhỉ? À đúng rồi, cô dạy chúng mình bài thơ Mẹ và Cô của tác giả Trần Quốc Toàn.